Xin chào, cảm ơn các bạn đã lắng nghe Làm Podcast Không, kênh thứ hai của Ba Chấm Podcast. Làm Podcast Không là nơi Ba Chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, Ba Chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Các tập trên kênh Làm Podcast Không sẽ được phát sóng định kỳ vào 21 giờ mỗi tuần thứ sáu hàng tuần. Cũng đừng quên, trên kênh chính Ba Chấm Podcast, các tập cũng sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ mỗi thứ bảy hàng tuần. Hãy nhấn nút cho đăng ký nho nhỏ ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào trên các nền tảng phát hành YouTube và hệ thống Anchor nha. Còn bây giờ, Ba Chấm on. Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại Làm Podcast Không trong tập số 3 thuộc season 3 của series 1. Và trong tập podcast ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề mà theo mình nó khá là thú vị, mà đặc biệt là những ai mà là copywriter sẽ nên quan tâm. Đó là làm podcast dưới góc nhìn của một copywriter. Làm podcast dưới góc nhìn của một copywriter thì nó sẽ như thế nào? Đầu tiên, theo mình, cái điểm lợi thế của một người copywriter khi mà họ làm podcast đó là họ sẽ viết kịch bản với một cái tốc độ nhanh hơn và một cái kỹ năng viết tốt hơn, một cái tư duy viết được xử lý ổn định hơn. Tư duy về hệ thống cũng như là sự sắp xếp nội dung trong cái mục tiêu ngắn hạn và dài hạn nó sẽ được rõ ràng và minh bạch hơn. Thật ra thì ban đầu mình cũng không nghĩ là cái việc viết kịch bản ấy và cái kỹ năng viết nó lại quan trọng đến như vậy khi mà mình làm podcast, tại vì mình cứ nghĩ là chỉ cần viết ra là được, tức là viết ra và sau đó đọc lại hoặc là lên một cái outline, lên một cái dàn ý trước và sau đó triển khai nó theo cái ý hiểu của mình đọc lại là được. Nhưng mà sau đó thì mình tiếp xúc với một số người thì họ lại cho rằng đó là cái khâu mà viết kịch bản nó lại là cái khâu khó khăn nhất. Thì mình mới nghĩ lại, à hóa ra là vì xuất thân của mình là người viết và cái kỹ năng viết của mình nó vốn dĩ nó đã được trau dồi rồi. Cho nên là khi mà mình bắt đầu mình làm mình sẽ cảm thấy nó dễ dàng hơn người khác thôi. Chứ thật ra thì cái khâu mà lên kịch bản ấy, ngoài viết ra là một chuyện như mình nói đấy, tư duy về kỹ năng này và tư duy hệ thống nó là cái điều cực kỳ quan trọng khi mà bạn triển khai một kịch bản. Ví dụ như khi mà bạn làm interview podcast thì việc mà ngoài bạn nghĩ cái tương tác cho mình, bạn phải nghĩ cả cái tương tác cho khách mời nữa và bạn phải hướng khách mời trả lời theo ý mà bạn muốn. Mà muốn được như vậy thì chắc chắn là cái kỹ năng viết nó là một cái điều cực kỳ quan trọng. Đầu tiên là bạn sẽ phải biết như thế nào để cho người host dẫn dắt được người nói. Và cái thứ hai là bạn sẽ phải brief luôn cho người nói đây là họ cần nói cái gì và họ nên nói như thế nào dựa trên cái outline, dựa trên kịch bản mà bạn đã viết sẵn ra. Thì như vậy đó là một phần nhỏ trong cái việc đấy là làm kịch bản bắt buộc nó cần phải có cả kỹ năng viết và có cả cái tư duy viết nữa, để làm sao mà hai cái luồng nói chuyện này nó không bị quá trái ngược nhau mà nó bổ trợ được cho nhau. Tương tự như vậy thì ở đây với cả ba cái đặc điểm là kỹ năng viết, tư duy viết và tư duy hệ thống thì nó đặc biệt bổ trợ cho nhau trong việc mà bạn làm kịch bản của solo podcast. Tại vì nếu như mà bạn không có một cái tư duy viết tốt thì chắc chắn là kịch bản của bạn đưa ra sẽ lủng củng. Tư duy viết này nó liên quan chặt chẽ đến tư duy hệ thống nha. Có nghĩa là bạn viết tốt này nhưng mà bạn không có cái tư duy sắp xếp thì mọi thứ nó sẽ lộn xộn. Ngược lại, nếu như mà bạn có tư duy hệ thống nhưng mà bạn không biết cách để bạn triển khai nó ra thành một kỹ năng viết hoàn hảo, kỹ năng viết tốt thì bạn đọc khó mà hiểu được là bạn đang muốn truyền tải cái gì. Và mình tin chắc chắn là ở đây rất nhiều người, không chỉ có một mình đều viết kịch bản rõ ràng ra nhất có thể. Có thể là viết hẳn thành bài hoặc là có thể viết hẳn thành đoạn. Còn những cái người nào mà họ viết thành ý thì có đấy, nhưng mà tự chung lại thì vẫn phải cần có kỹ năng viết kịch bản, và đây là kỹ năng viết lách và một tư duy hệ thống để sắp xếp nội dung. Ngoài ra thì một phần nhỏ nữa mà mình muốn nhắc đến đó là cái mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Mình tin là đối với những người viết, tại vì là đặc thù công việc là phải lên kịch bản, lên plan cho cả một chiến dịch, thì bất nhiên là họ sẽ có một cái skill đó là lên kế hoạch ngắn hạn và dài hạn cho chính cái chiến dịch truyền thông đó, cho chính chủ đề đó và cho chính cái nội dung đó. Cho nên là cũng lại là một cái bẩm sinh và mặc định nữa rồi của những người mà làm copywriter. Mà những người nào mà họ không làm cái nghề này thì thật ra là vẫn có nhé, mình không phải nói là không có, nhưng mà ý là nó sẽ mất thời gian để triển khai hơn. Có thể là với những người làm copywriter thì cái việc mục tiêu ngắn hạn và dài hạn này được thể hiện bằng kế hoạch, nó có sẵn luôn ở trong đầu. Nhưng mà đối với một số người khác thì họ phải viết ra và họ cần phải có thời gian để họ ngẫm nghĩ xem là nó có hợp lý hay không. Thì đây là một cái điểm mà đối với mình nó là một cái điểm khác biệt thôi, còn không biết là với các bạn khác, những copywriter khác hoặc là những người nào không phải là copywriter thì những gì mà mình nói ở trên có đúng hay không. Thì các bạn có thể để lại comment để có thể thảo luận nhé. Tiếp theo, cái số 2 đó là dưới góc nhìn của một copywriter thì cái việc truyền thông dành cho podcast hay là dành cho bất kỳ một cái nội dung nào đó, nó thực sự là nó không quá khó khăn như nhiều người vẫn nghĩ. Mình thì mình không hiểu tại sao luôn, tại vì có thể là do đã được biết quá nhiều những cái cách để truyền thông rồi.
từ quảng cáo, seeding cho đến truyền thông bằng miệng, truyền thông qua nhiều người. Nói chung là mình cảm thấy là cái việc mà để đưa một cái kênh podcast mới ra ánh sáng đối với mình nó không quá là khó khăn. Và chắc chắn là khi mà mình đưa cái podcast đó ra ánh sáng thì nó sẽ đạt được một cái thành tựu nào đó nhất định. Tại vì là khi mà mình nói đến truyền thông mạnh mẽ, có nghĩa là ngoài việc là bạn đưa được kênh của bạn ra ánh sáng thì nó còn phải tỏa sáng như thế nào nữa. Thì đây là một cái mà mình khá là chắc cú, với những người làm copywriter nó không có gì là quá khó khăn cả. Và sẽ sớm để thành công. Đây là một cái điểm lợi thế dành cho cái kênh podcast của những người đó. Thứ ba đó là khả năng quan sát, biểu đạt và giao tiếp. Mình tin chắc chắn đây là ba cái khả năng mà không một copywriter nào là không có, tại vì đặc trưng của họ đó là làm việc ở trong môi trường agency. Một môi trường cực kỳ năng động, và những cái người nào làm ở trong agency và họ là copywriter thì họ sẽ có một sự sáng tạo, một cái mood nó bay hơn người bình thường ấy. Cho nên là cái khả năng quan sát của họ cực kỳ mạnh mẽ, để thứ nhất là quan sát khách hàng, thứ hai là quan sát đồng nghiệp, thứ ba là quan sát những gì xảy ra xung quanh mình và biểu đạt nó, giao tiếp nó để mọi thứ nó work với nhau, để mọi người vận hành, mọi kết quả, mọi tiến độ vận hành với nhau một cách hiệu quả. Và mình tin là đối với podcast thì cũng như vậy, đặc biệt là khi mà làm interview thì cái khả năng quan sát khách mời, biểu đạt thông tin bằng lời và giao tiếp bằng ánh mắt hay bằng tất cả cử chỉ hoặc là lời nói với họ đều cực kỳ, gọi là, mình lại phải dùng một từ nữa, đó là đơn giản hơn những người khác khi mà họ làm cùng làm podcast nhưng mà họ ở những ngành nghề khác. Có thể là cái sự quan sát và biểu đạt của họ không tốt, hoặc là nó không giống như những người copywriter nhìn. Dù sao thì podcast nó cũng là một phần trong marketing, nó cũng là một phần của những cái thứ mà mang yếu tố là nghệ thuật ấy. Cho nên là mình nghĩ là ở đâu đó thì nó đều có giao điểm chung đối với nhau. Có thể là sự cởi mở hơn chẳng hạn. Đấy, đối với những người làm copywriter nhưng mà họ là host của podcast, họ sẽ dễ dàng, họ tức là có những cái cách nó có thể mời được khách mời, và có những cái cách để họ có thể chạm được đến trái tim của độc giả, của thính giả nhiều hơn, rõ nét hơn là đối với những người làm một ngành nghề khác khi mà họ chưa thực sự họ thấu hiểu về cái bản chất của công việc mà mình đang làm. Cái nhận định của mình thì nó thực sự là nó rất là chủ quan, cho nên là mình cũng rất là mong là các bạn có thể đóng góp thêm ý kiến ở dưới phần comment. Và thứ tư đó là sự thấu cảm, nhạy bén với các vấn đề của xã hội. Cái này thì đương nhiên rồi. Làm marketer, làm copywriter hay làm bất kỳ một cái vị trí nào ở trong agency đều cần đến một cái sự nhạy bén nhất định với những cái drama, những cái trend, tất tần tật những cái vấn đề, những cái câu chuyện đang xảy ra và đã xảy ra ở trong xã hội hiện tại. Xem là có những cái gì kiểu như là một dạng hóng đấy. Và khi mà bạn hóng được rồi thì bạn phải thấu cảm nó, bạn hiểu nó như thế nào, bạn cảm thụ nó như thế nào để bạn lập tức là bạn viết luôn thành bài. Bạn làm ra một cái sản phẩm dựa trên cái trend nó luôn và nảy ra idea, nảy ra những ý tưởng để bắt trend nó một cách nhanh chóng. Thì là podcast cũng như vậy. Có nghĩa là bạn có thể dễ dàng bạn đưa ra một cái ý tưởng mà bạn thấy là nó đang viral ở trên xã hội, bạn thấy nó là một vấn đề nhức nhối của xã hội, để đưa vào podcast một cách nhanh chóng. Và hiệu quả đến đâu thì mình chưa nói, nhưng mà ý là hoàn toàn có thể cởi mở được với cái điều đó. Tại vì là như mình vẫn nói, podcast nó là một phần của marketing, nó là một phần trong những cái chiến dịch truyền thông. Cho nên là đâu đó dù là nó mang tính chất học thuật, dù là nó mang tính chất chuyên sâu, nó khác với YouTube, nó khác với Facebook, nó khác với Instagram, nhưng mà nó vẫn là một phần của mạng xã hội. Cho nên là cái việc thấu cảm với nội dung và nhạy bén với các vấn đề, các chủ đề ở trong xã hội hoàn toàn là cái thứ mà một copywriter cần phải làm khi mà làm podcast. Và những người khác họ sẽ không may mắn để sở hữu được cái phần này. Cái sự thấu hiểu và sự cởi mở của copywriter với các vấn đề của xã hội để ứng dụng vào podcast, nó sẽ được cởi mở hơn. Và một cái điểm lợi thế cuối cùng của một người làm podcast là copywriter thì đó là họ có một cái tư duy cởi mở với tất cả những cái gì mà họ đã trải qua, từ câu chuyện của bác bán xôi, của ông bán nước, của cái chú bơm xe ở ngoài đường. Tất cả những cái thứ đó họ đều có thể biến tấu để trở thành một cái gì đó trong podcast. Có thể là nội dung chính, chủ đề chính, hoặc là một thứ gia vị không thể thiếu. Có nghĩa là đứng trước một vấn đề nào đó, cái góc nhìn của họ cực kỳ bao dung, kiểu nhìn đâu cũng thấy cơ hội ấy. Kiểu ví dụ như người ta nói là dân sale nhìn đâu cũng ra tiền, nhìn đâu cũng thấy cơ hội kiếm tiền. Thì đối với copywriter cũng vậy, nhìn đâu cũng có thể làm chủ đề, một cái chất liệu gì đấy, một cái tư liệu nào đấy để làm podcast. Và nó vô hình chung là làm cho cái công việc này đối với họ trở nên đơn giản. Và thật sự chả có gì khó khăn cả, mình nói thật. Cái khó duy nhất mà mình phải công nhận đó là làm thế nào để duy trì nó thôi. Nó ở đây bao gồm là podcast, là tất cả những cái công việc bản thân mình đang làm, để duy trì nó một cách lâu dài, trường tồn, có hệ thống, thì nó thực sự là nó là một cái khái niệm khác bạn ạ. Cực kỳ khó luôn. Cho nên là tổng quan cái tập podcast này, mình muốn nói đó là podcast dưới góc nhìn của một copywriter thì nó dùng chung lại một từ.
là nó đơn giản, nó không phức tạp, nó có sự thấu hiểu, có sự cởi mở và nhạy bén với các vấn đề của xã hội hay là với chính cái tư duy của người đó. Mình nghĩ là với những bạn nào mà các bạn đang có xuất phát điểm là người biết rồi thì đó là một cái lợi thế vô cùng tuyệt vời, và các bạn nên làm podcast ngay và luôn đi. Tại vì cái khó nhất của làm podcast khi mà mình nói chuyện với nhiều người, thứ nhất đấy là về việc làm kịch bản, thứ hai là cái khả năng biểu đạt và giao tiếp. Đây là hai vấn đề mà mình thấy là bất kỳ một người nào mà không phải là copywriter, không phải là người làm ở trong agency mà đang làm podcast hoặc là đã có ý định, chuẩn bị có ý định làm podcast đều đưa ra đầu tiên. Kể cả truyền thông cũng không phải vấn đề. Sự thấu cảm hay nhạy bén với các vấn đề của xã hội thì nó là một yếu tố đủ thôi. Nhưng mà kỹ năng viết này, tư duy viết này, tư duy cởi mở với mọi thứ trong cuộc sống ấy, nó là yếu tố cần. Chính các bạn là những người mà đã có đủ những yếu tố cần rồi thì tại sao mà các bạn không bắt tay vào để thực hiện một cái gọi là công việc tuyệt vời mà nó có thể đem lại tiềm năng to lớn trong tương lai đến như vậy. Ok, và cuối cùng thì thời tiết của Hà Nội đã bắt đầu bước sang mùa đông rồi. Đang thu nhưng mình cảm giác nó giống mùa đông lắm rồi các bạn ạ. Và hy vọng là các bạn sẽ giữ được sức khỏe thật là tốt. Với những người podcaster thì cẩn thận cổ họng nha. Đó là cái thứ duy nhất để các bạn có thể truyền tải được những cái thông điệp podcast đến mọi người. Còn đối với những ai mà đang cảm thấy mùa đông này thật lạnh lẽo thì hy vọng là những tập podcast của Ba Chấm sẽ giúp các bạn là xoa dịu một phần nào đó cái sự lạnh lẽo trong tâm hồn. Và bất kỳ khi nào mà các bạn cô đơn hoặc là cần tìm hiểu thêm kiến thức thì hãy đến với chúng mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Ba Chấm Podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, giúp được cho bản thân và mọi người, hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Và để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung bổ ích hơn nữa, các bạn có thể mua giúp Ba Chấm tách cà phê nho nhỏ nha. Việc làm nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để Ba Chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi tuần thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, bạn sẽ có hẹn cùng Ba Chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ Ba Chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Ba Chấm Off.